13 học sinh trường tiểu học Văn Môn ở tỉnh Bắc Ninh phải nhập viện ngày 11 tháng 12 vì lan can tầng 2 của trường sập, khiến học sinh rơi xuống đất từ độ cao khoảng 4 mét. Video trên YouTube của Lao động TV và VTV cho biết, trường tiểu học Văn Môn thuộc xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, được xây dựng từ năm 1995 đã xuống cấp nghiêm trọng. Tai nạn xảy ra trước giờ học buổi chiều ngày 11 tháng 12 khi các học sinh đang chơi đùa trên ban công tầng 2 của trường. Do không chịu được sức nặng khi các em xô đẩy nhau, lan can bị bật ra và khiến hàng chục em rơi xuống đất. Đây không phải là lần đầu tiên trường học bị sập tại Việt Nam. Trước đó vào tháng 8, thì 300 học sinh trường mầm non công lập Thủy Tiên, Đà Nẵng đã phải nghỉ học vì dãy bờ tường trường học sập, khiến các phòng học bị sập theo. Cuối tháng 9, một công trình xây dựng trường mầm non tại khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cũng bị sập do kết cấu giàn giáo không đủ khả năng chịu lực, dẫn đến sàn tầng 3 và tầng 2 bị sụp đổ. VnExpress dẫn kết luận điều tra sơ bộ của Thanh tra xây dựng quận Từ Liêm.